Giới chức Ai Cập ngày 5 tháng 1 cho biết một khinh khí cầu chở khoảng 20 du khách tham quan đã bị rơi khi bay ngang qua phía nam thành phố Luxor, làm cho một du khách Nam Phi thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ tai nạn là do gió mạnh. Phát ngôn viên của Bộ Y tế cho biết một khách du lịch người Argentina và hai du khách người Pháp đã được điều trị tại bệnh viện. Năm 2013, tại thành phố Luxor cũng xảy ra vụ tai nạn khinh khí cầu làm 19 khách du lịch nước ngoài thiệt mạng. Nguyên nhân là do rò rỉ khí ga dẫn đến cháy khinh khí cầu. Năm 2016, chính quyền Ai Cập đã tạm dừng các chuyến bay khinh khí cầu sau khi 22 khách du lịch của Trung Quốc bị thương nhẹ trong một vụ rơi khinh khí cầu. Kể từ đó, việc tham quan bằng khinh khí cầu được giám sát bằng các camera và cấm khinh khí cầu bay quá độ cao trên 2.000 mét.